Ủa sao vậy? Đây là cái gì mà bạn? Nhiều quá. Anh em mình sang lại từng hai à? Cho xử năm kia xử phi đi, phi chuẩn rồi nhá. Đúng rồi vạch nhá. Vạch đâu? Vạch đấy á? Ồ, thế cũng xa phết đấy nhở. Một cái, thêm, cố gắng thêm hai cái nữa. Ôi đừng ném cho khác. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thưa các bác, vừa rồi thì mấy anh em có đi xuống Lào Cai ấy, là khám cho em Sử, là tiện thể là lên Sapa trên này một chuyến của bác ạ, để đưa em Sử là đi coi như là đi giá ngoại một chút, đi ngao du một chút. Và đến cái đoạn đường này thì là mưa rất là lớn, và kèm theo đó thì hiện tại là ETC, cái cước ETC của bạn Bình thì đang hết quá ạ. Thành ra là có thể nói là kiếp nạn thứ 82 của mấy anh em rồi. Vừa đi là vừa gặp mưa nữa. Trên này có mát không Sử? Có. Mát à? Cẩn thận nha, mát lắm ấy. Không biết là ở đây có cô bác nào đã từng lên Sapa và qua cái chỗ mà trạm mà thu phí lên chưa? Đấy, từ đây đi thì chắc rồi đâu đó là tầm là mười mấy cây nữa. Thế là bây giờ dán hai cái à Bình? Một cái thôi. À thế bây giờ xé cái này đi hả chị? Từ đây lên trên kia thì tầm bao nhiêu cây nữa Bình? Từ đây trên kia thì bao nhiêu cây nữa? Từ đây lên kia chắc 10 mấy cây á. 10 mấy cây à? Thế vừa rồi đoán bừa ông chúng nhỉ? Sử ơi, đứng gọn rồi nhá. Trên này thì có vẻ như có rất là nhiều xe hai từng lên đúng không bác ạ? Đường này thì mặc dù là đường lên miền núi ấy, đường lên núi này, nhưng mà tuy nhiên là đường nó đi rất là đẹp. Sử đến giờ đã đói chưa? Hả? Đói rồi à? Có vẻ như cảm giác là Sử là sợ xe ô tô ấy nhở? Bây giờ là đang đợi thêm là anh bạn lái xe của cháu Lực là thanh toán nốt cái ETC này thì mới đi được cô bác ạ. Lên Sapa thì cháu Lực cũng chưa có lên lần nào cả các bác ạ. Thành ra là hôm nay là có dịp ra, vì chân của em Sử thì cũng đã có kết quả rồi và ổn định rồi, cho nên là sẽ cùng em Sử là lên coi như là lên ngao du Sapa một chuyến. Trên này thì có những cái thác nước mà chảy khá là nhiều các bác ạ. Ở đây thì nếu mà như có lũ đến là chắc là tràn đến tận đây á. Ai mưa quá, Sử vào trong cái xe đi. Mưa. Hãy đi vào trong xe là đợi bạn lái xe đó. Thấy mưa nhiều không Sử? Giả vờ hết tiền thêm một lần nữa để không nói chuyện nữa. Đấy, vừa rồi thì là mấy anh em cũng vượt xong là cái kiếp nạn
là hết NTC thôi các bác ạ. Đi muốn thấy sự cảm thấy là đi ô tô thì có khó khăn hơn không? À, phải thu phí mọi thứ nhỉ? Vâng. Không như xe máy thì một phát là nó cho đi luôn. Vâng. Lần sau mình đi qua đây tháo hai bánh đi. Đấy, sự này các bác. Cảm giác như là ra bên này thì thời tiết như thế nào? Lạnh hơn không? Có ạ. Có à? Thời tiết ở trên Sapa thì nó sẽ lạnh hơn ở những cái nơi khác rất là nhiều các bác. Sử thì vừa đi là vừa để ý đường đấy nhỉ. Đây anh cho Sử một cái mic này. Trên này cũng núi đồi như của nhà mình hết rồi nhỉ. Không có khác gì cả. Trên kia thì có vẻ như là ơi trên kia là người ta làm cột gì ấy nhỉ? Khá là rộng cái cầu này. Trên này là người ta hay nuôi cá tầm là nhiều nhỉ? Cá tầm, cá hồi. Trên kia thì có biển là khu du lịch quốc gia Sapa. Đây là cũng là lần đầu tiên mà Cháu Lực với lại em Sử là đặt chân tới ở nơi đây cô bác. Cho nên là muốn ghi hình lại một chút cái khung cảnh cũng như là cái cảm xúc của mấy anh em đi ngao du. À, nhưng mà hôm nay là thời tiết không có ủng hộ ấy các bác ạ, mưa. Vừa rồi ra đến Lào Cai thì là trời nắng to rồi mà. Trên này thì hầu như là cũng có những cái ngôi nhà sàn như ở bên mình rất là nhiều nhá. Có những cái ruộng bậc thang trải dài trên kia. Vào mùa này thì các bác là lên mà có lên du lịch thì phải là hết sức là để ý xem là thời tiết nó có ủng hộ không thì mới đi được. Hầu như là bị sạt lở rất là nhiều. Bây giờ thì một tí nữa đến trên kia thì sẽ ghi hình sau của bác ạ. Ôi, ở đây thì hồi thấy là bà con cũng bán quả dưa mèo này Sử nhỉ? Vâng. Quả dưa này như là của nhà Sử đã cũng trồng nhỉ? Vâng. Cái dưa mèo có quả có rất là to. À, một tí xuống đây ăn bắp ngô. Một tí mình về là vẫn về đường này mình nhỉ? Về đường này mà. Đoạn này thì đang mưa quá. Không biết là liệu tí mình lên đến thị trấn trên kia thì có còn mưa như này không? Nếu mà mưa như này thì không được ngao du mấy rồi, không được ngắm cảnh mấy rồi. Toàn xe du lịch rồi. Trên này nó là đất du lịch cho nên là hầu như là cái công đường giao thông của người ta làm ấy các bác, rất là chắc chắn và rất là kiên cố. Đường này xe giường nằm còn lên được mà, xe giường nằm là thuộc dạng xe 2 tầng ấy. Cảm xúc của Sử là như thế nào? Có biết diễn tả không? Thấy khung cảnh ở nơi đây thế nào? Thấy đẹp ạ. Khung cảnh là đẹp à? Vâng. Nhìn thấy đường đẹp là thích rồi nhờ? Vâng. Hiện tại thì mấy anh em đã lên tới trên Sapa rồi các bác. Đấy, tuy nhiên thì mưa nhiều quá. Thành ra là không có ghi hình được nhiều cảnh nữa. Ôi đây là chợ nhờ? Chợ. Phía bên này là chợ, như là chợ Sapa. Sử có cảm thấy trên này đông vui không? Có ạ. Xe kia như kiểu là sơn tạt đó nhỉ? Kia này. Trong này nó ví như là thành phố thứ hai ở trên Lào Cai nhỉ. Đặc biệt đấy. Hôm nay mấy anh em ra đúng vào cái ngày mưa đúng không bác ạ?
rồi thì dưới kia là không mưa nữa nhá nhỉ? Lên trên này thì mới mưa. Lào Cai còn nóng, nắng. Đây đặc sản ở Tây Bắc đây. À? À, không, nó bán đồ lưu niệm luôn. Hình như đây là nhà hàng của Hải Sapa TV này. Thắng Cố. Đấy không? À. Đúng là đấy là... Đồng Quyền không phải không? Phải không? Hải Sapa. Đi chứ? Kìa có cái nhà nó cũng là nhà bán đặc sản. Ủa bên kia có một cái đền cũng lớn phết nè, trên kia. Sử nhìn thấy cái đền kia không? Cái kia là cái đền đúng không? Hay là cái nhà hàng hay sao á? Mà Nguyên Khương 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 em mời khách. Anh em mình đi lượn một vòng xong là xem là quán nào mà ăn uống cái nhỉ? Buffet này. Lượn cho cái đất Sapa này ha. Cho ơi đây có A Lực này. Có quán A Lực này. A Lực TV. Cho Sử dạo một vòng ở trên Sapa không à, đi ăn uống nhá. Vâng. Đói chưa? Không đói rồi ạ. Không đói rồi à? Vâng. Còn như là lên trên cái đất du lịch này ăn thì rất là đắt đấy. Đắt đỏ lắm đây. Đó. Nhưng mà thôi anh em mình cố ăn bữa này xong rồi nhịn bữa sau một tí để trải nghiệm một chút thôi. Ăn một bữa nhịn cả tháng. Ăn một bữa nhịn cả tháng luôn. Sapa đâu. Chắc là do những quán bên kia á. Trên này có cả khách Tây rất là nhiều ấy. Ui, chỗ này đẹp nhỉ? Hải Lâm. Trên kia thì có vẻ là rất là đẹp của bác này. Bây giờ đang là 2 giờ trưa mà bóng nháy bóng nhiếc mà. Sáng trưng nhỉ? Sáng trưng. Chỗ này chắc đẹp nhất đây nhỉ? Khu này chắc đẹp nhất đây nhỉ? Khu này chắc là khu đẹp nhất của nó rồi. Đặc sản Sapa. Chưa thấy đâu nhỉ? À, giờ anh em mình kiếm quán nào ấy. Nhất là bây giờ là phải kiếm ô. Đi lượn vòng đây nhỉ? Đi lượn vòng thôi mà. Xong rồi đi tìm quán nào ăn. Chỉ ở trên xe là cái hình được thôi các bác hạ. Quán ra bên ngoài thì là mưa quá. Bên này là cái quảng trường của nó rồi nhỉ, bên này ấy. Đó, kia có một cái chỗ, kia là quảng trường của nó nhỉ. Sau này mưa quá, không mưa thì cho Sử xuống đây chụp vài tấm hình là được rồi Sử ạ. Cho để có kỷ niệm. Thành à, cái hôm qua ra đến đây cái tháp. À, hôm qua là bạn ra đến đây rồi à? Mưa cũng mưa như này. Cũng mưa như này luôn á. Cái tháp Tờ Hồ. Tháp Tờ Hồ này. Đây là nó không cho dừng xe đây đâu. Cho này không cho dừng á? Ừ. Đây cấm đỗ rồi nhỉ? Đây là biển cấm đỗ. Không cho dừng xe đâu. Đi... Cái nhà này là bên trong là có gì nhỉ? Chẳng biết nữa. Đây là một tí thử đi thử đi thử xem nào, trong có gì. Nhưng mà phải dừng dừng. Bây giờ trước tiên là anh em mình phải đi ăn đã. À, bây giờ thì đi tìm quán để ăn đã cô bác ạ. Trên kia có cái quả như là đường tọc sát à? Không biết là không biết các bác có nhìn thấy không? Tại sao? Thật tí bạn nhé. Anh em mình lần đầu mới vào là cho nên là cái gì cũng bỡ ngỡ. Phải rất là cẩn thận, không là ba quẹt là rắc rối. Trên này nó là như là đường sát hay sao ấy nhỉ? Sử nhìn thấy cao không? Có. Bây giờ bảo Sử đi bộ qua kia, Sử dám đi bộ không? Đường sát đây cái gì nhỉ? Kia. Ở đây, bây giờ đây đâu quê biển nữa. Xem là cái gì đây. Khu du lịch. Cát cát.
cho thuê đâu. Ôi trên đây nó là cái gì nhỉ? Không có định cắt cắt. À hình như là ra bên kia có bảng cắt cắt hay sao bên kia là. À mấy anh em vẫn đang chưa biết là cái gì hiện tại ấy. Có thể là một cái gì đó anh em mình cái không gì biết. Đó anh em mình chưa biết. Đấy. Nếu mà không mưa thì có thể là đi xuống ra để mà tìm hiểu được rồi. Đấy nhưng mà mưa quá các bác ạ. Không thể làm được. Nhưng mà điểm nó từ đâu mà đi dừng ở đâu thì cái đấy. Đó. Không biết là trên kia nó là cái gì mà anh em vẫn đang trong quá trình là cất. Này cất nghe xe đi. Trên kia ha. Kìa tàu A cân kiệu xe nghe kìa. Hả? Xe nghe kìa. Xe nghe kìa. Xe kìa. Đó. À. Sau một thời gian anh em tìm hiểu thì biết là được tàu rồi quá. biết là được tàu rồi. Không phải chưa bao giờ lên nhìn thấy gì cũng mơ ngỡ quá. Giờ này vòng lại đi kiếm quán ăn nào. Sở thấy cái gì không biết thì là hỏi luôn nhá. Vâng. Để anh cùng nhau mà tham khảo đi. Cùng nhau nghiên cứu một tí. Cho thuê xe máy 100k trên một xe là 1 giờ hay là 1 ngày nhỉ? Chắc là 1 ngày. Để xin rửa tay đất rồi. Được. Rửa phát trong nhìn thấy người mình luôn nhỉ? Vâng. Xin rửa. Hả? Phải xin chưa rửa? Có rồi. Có rồi à? Có gọi uống nước kèm không? Nhìn ra mày lo coca sâu nhỉ? Hả? Thì em ngồi bên này luôn nhỉ? Vâng. Hãy ngồi bên này luôn đi. Ở phía bên ngoài thì mưa rất là nhiều quá ạ. Hầu như là trên này là chăn chính của rất là nhiều đèn lồng này. Bên này là cái quầy để nước sao ấy. Trên đây có từng á. Anh em mình đến cùng ba thì ba là thực sự. Lần đầu vào đây là đấy quả là máy. Anh em mình máy à? Có máy từng ấy. Chả biết được. Nó xuống. Không biết là cái thang máy này có máy từng thì bấm ra máy rồi. Nó xuống tầng 1 à? À 2 tầng thì sao đâu? 2 tầng à? Thế 2 tầng anh em đi bộ. Anh em phải đi bộ thôi ạ. Từ vào trong này đúng không? Ôi! 6 tầng đấy bạn ơi. Hả? 6 tầng đấy. 6 tầng á? Ờ. Thế thì anh em phải lên tầng 6 rồi đâu? Ờ đi thang máy thôi. Đi. Cho sự trải nghiệm mà thang máy một lần nữa nhá. Bạn lên tầng 6 rồi. Sáu là anh em mình có cái gì không? Quý. Sao nó ở nhà lại? Hãy đứng ra đây tí. Ừ. Đây. Anh em thử trải nghiệm đi tầng 6 nào. Ơ hôm nay là đang tí đây, đi xuống tầng 1 là tầng 2 không? Và... quả thật là cảm giác thế nào sự? Liên tưởng đến lúc mà mình tắt trong thang máy nhỉ? Hôm nay thì sự là chân của em mới đỡ rồi cho nên là mới đi được cô bác và có kết quả là tốt rồi. Thang máy nào? Trên này là gì ấy? Ngủ sao bạn? Đây này là nghỉ mà bạn. nhiều quá. Anh em mình sang lại từng hai à? Vừa lên phát lên tận đến nhà nghỉ rồi. Ở đây nó không có ghi là từng nào nhỉ? Không ghi thật. Không ghi, nó phải ghi tầng nào vào đấy cơ. Đây là còn lấy ghế à, đang ngồi. Hả chưa? Ui. Ô. Hay không đấy. Anh em mình đi tầng 1 cái sao chứ. Hả? Tầng 1 mà. Ngồi luôn. Đi tầng 1, đi tầng 1. Đi phải tầng 2. Lần đầu hơi bỡ ngỡ. Sao nhìn nó khác thế? Không phải tí người ta nấu cơm ăn cơm xong là mình còn không biết thôi. Người ta tưởng bọn này là cơm xong bị nó rồi. Đây nó từng của mấy em rồi.
Anh em mình chọn ngồi đâu nhỉ? Cho nó phong cảnh ngồi đây nhỉ? Ấy xử quá. Ngồi bàn nào? Ngồi bàn này đi. Vừa lên đang trải nghiệm xem là có mấy tầng không? Nhà của mình là tầng 2 là có cái gì anh? Tầng 2 cũng là ăn. Tầng 3? Tầng 3 là gì? Tầng 3 là gì ạ? Bọn bà phát lên tầng 6 kia. Làm trên tầng 6 kia. Kiểu là trên đấy là có cái gì gọi là view khác không? Mấy hôm nay trên này có mưa suốt đây nhỉ? Phải cũng bà thưa với cô bác một chút và trước khi hôm nay là không phải là lên trên nhà các em nữa, tại vì là ở đây là lâu lâu thì mấy anh em mới ra một lần thôi, và tiện thể là cái chân của em ấy sau khi mà đi khám thì là không có bị ảnh hưởng gì, cho nên là mấy anh em là đặt vé lên Sapa, có thể là tối nay sẽ ở lại và là đi về, nếu mà như mưa quá là anh em sẽ ở lại, còn nếu mà không mưa thì anh em sẽ về trong đêm luôn. Cảm giác như là lên trên này thì thấy khác lạ không? Có ạ. Cảm xúc diễn tả như nào? Thấy khung cảnh là như nào? Nhiều nhà hơn à? Vâng. Trên bản thì toàn nhà ít nhà cao tầng như này nhỉ, hầu như là không có nhỉ? Vâng. Đấy. Và đây nó là một cái đất mà du lịch, cho nên là nó sẽ cái gì nó sẽ hơi đắt đỏ và nhìn nó cũng sẽ rất là sang quá. Hầu như là những cái quán này đều trang trí là những cái tông nổi bật là màu gỗ này quá, trông rất là đẹp. Lần này là cũng là lần đầu tiên mà cháu được lên trên tới Sapa quá, với lại hai em là với lại em Sử nữa. Đấy, có lẽ là một tí nữa ăn uống xem là ăn cái gì sẽ ghi hình lại của bác nhá. Hiện tại là chỉ có bát thức chấm với bát ớt này thôi. Cái thời gian đợi chờ thì hiện tại là cũng có cơm để lên đúng không? Hôm nay thì gọi là thấy bảo đây là gà đen này, thêm là bát canh không gì đây, nấm với lại như là nấm kim với lại thêm là nấm hương sao á. Còn phía bên này là thì là sườn xào chua ngọt và với lại thêm là thịt ớt nữa. Đây là cái gì đây? Chua xào tỏi các bác. Bây giờ thì mấy anh em sẽ ăn cơm các bác ạ. Và xin mời tất cả các bác cùng mấy anh em để ăn cơm các bác nhé. Cơm xong thì lại về Lào Cai rồi đấy. Lại về thôi nhỉ? Vâng. Sẽ ăn cơm đi. Thử miếng gà bản đầu tiên nào. Sử ăn cái gì tự gắp nữa. Vâng. Đây không giống như trên bản đâu, trên bản là cắt cho nhưng mà mình ra ngoài là không được gắp nữa. Vâng. À, ai ăn là tự gắp nhá. Vâng. Có lẽ là bây giờ mấy anh em sẽ ăn cơm đó các bác. Cơm xong thì nếu mà mấy anh em nếu mà tạnh mưa thì có thể là đi dạo phố được một chút. Còn nếu mà không tạnh mưa thì chắc là cũng chỉ dạo trên ô tô thôi các bác ạ. Nên dạo trên xe để đi thôi. Cần chân ra Sử ơi. Cần chân ra, lên đi. Lên đi. Lên đi. Đấy, đúng bờ của nó nhá. Và đây xem trò lên trước này. Nhưng mà hình như là đây đang đòi hỏi xu hay sao ấy. Nhưng mà mình mua xu ở đâu nhỉ? Xem hỏi nào. Hả? Hỏi hả? À đây. Và đây Phi Tiêu. Ăn khỏi chưa? I try first. Cái này Phi à chị ơi? Gửi như nào đấy? 50.000 đồng 5 tiêu là 50.000 5 tiêu à? Vâng. Rồi. Số 100.000 chơi, 100.000 ba lần chơi. 100.000 ba lần chơi á? Thế cho em bà có tiền mặt không? Có tiền mặt không? Trên này như là còn nó mấy chục luôn. Chị ở đây cho em hỏi có chuyển khoản được không? Có à? À may quá. Đâu ấy chị? Đâu? Chị hướng dẫn em đi. Cho Sử Phi nhá. Ở
Đâu? Đây, vào đây phải chuyển khoản trước đã. Đâu hả chị? Em chuyển hay thế, chuyển bao nhiêu? Chuyển 100.000, nếu mà em mua 100.000 ba lượt chơi thì chuyển 100.000. Ví dụ ba người chơi thì như nào? Ba lượt chơi là được chơi 3 game. Chơi 3 game á? Đúng rồi, game có 4 game thì em chơi 3 game. Chơi 3 game à? Đúng rồi, mỗi lần. Thế mỗi người một game là được đúng không? Đúng rồi, một game là được, hoặc là em chơi nguyên game đấy cũng được. Thế em chuyển là 200.000 nhá? Không, em chuyển nguyên 100.000 thôi. À 100.000 nữa? Bởi vì cái này không phải là tài khoản cá nhân nên là em không được chuyển như thế. Chuyển 100.000 em mua bao nhiêu thì em chỉ chuyển như thế thôi. À. Thế tí là cho hết là chuyển tiếp đúng không? Đúng rồi. Còn nếu mà em muốn mua ấy thì mua 200 thì em mua 200, còn nếu mà chuyển vừa thì chị không. Thế vừa rồi chị không bảo em chơi mỗi người một lượt xem nào. Phi à? Đâu? Phi không biết phi hay gì. Hả? À, lần lượt hả chị? Nhưng mà mấy cái trò này xong mình chơi được cái gì nhỉ? Để em tí tư vấn xem. Không biết là trên tầng 3 kia có trò gì chơi không ấy. Hình như là được gấu sao ấy. Từ từ, nhưng mà để hai bạn này chơi đã. Lại mất tao rồi. Xem hai bạn này chơi rồi. Xem hướng dẫn cách chơi của nó rồi. Mỗi lượt chơi khách hàng nhận không hai quả bóng. Người chơi cần ném bóng vào trong chậu. Trong chậu kìa. Nếu bóng đá trúng chậu nhưng bật ra ngoài thì không được tính điểm. Nhìn có vẻ dễ đấy nhỉ. Nhìn có vẻ dễ đấy nhỉ. Em không phát được con to kia. Mặc nó dễ đâu à. Hả? Cái quả bóng ở trong đó. Đúng rồi, nhưng mà xem. Hai em chơi cái nào? Dạ, đây là. Cho em cái này đi. Cho em cái này chơi được 3 game à? 3 game. 3 lần chơi. Được 3 lần chơi á? Thế bọn em 3 người thì cho mỗi người 1 lần. Mỗi người 1 lần chơi. Vâng. Bây giờ mỗi lần chơi là sẽ có 5 tiêu. 5 tiêu à? Thế chúng cả 5 tiêu thì được con nào? Con to kìa. Nếu mà 1 tiêu thì được con nào? 1 tiêu không được gì, 3 tiêu mới được bên này. 3 tiêu thì được à? 4 tiêu là được bên này. À. Thế thử trải nghiệm trước đi. Anh cho xử trước. Vào trước đi. Cho xử trước 5 tiêu, nhớ là phi chúng cả 5 tiêu thì càng tốt. Cho xử 5 tiêu, xử phi đi. Phi chuẩn rồi nhá. Đúng rồi nhá. Vạch đâu? Vạch đấy á? Ồ, thế cũng xa phết đấy nhở. Một cái. Thêm, cố gắng thêm 2 cái nữa. Ôi, đừng ném cho khác. Cầm hết cả 3 cái đi. Cố gắng thêm 2 cái nữa được con gấu bông về chơi. 2 cái, 1 cái thôi. 1 cái thôi. Cái nữa. Bum. Bùm đi. Ôi, hết rồi. Xịt rồi. Nhanh đấy. Hết rồi. Còn thêm là 2 lần nữa. Xử là xém trúng. Xém thêm 1 quả nữa là được rồi. Ở đây còn 50 thì cho xử phi thêm 1 lần nữa. Đấy. 50 thì cho xử phi thêm 1 lần nữa. Phải đợi rồi. Ở bên này là trò gì đây? Cảm thấy trò bên kia nó khó hơn. Có, tiếp game này đi chị. Mấy game kia cũng khó quá. Không ăn lại được. Đìn anh này. 5 tiêu. Ê, cu ấy ra để anh phi nào. Một cái. Ôi. Còn 3 cái thôi. Thôi ném cần gần đi. 2 cái rồi. 3 cái. Được con gì rồi? Được con gì rồi chị? Ôi, được con này. 4 cái được cái gì? 1 cái bên kia. Nổi. Ôi, chị nổi. Đâu, cho em xem phần thưởng đó nào. Em chọn đúng không? Chọn á? À, được chọn. Em còn 1 lượt nữa đúng không chị? Thế nào? Con nào nhỉ? Con nào đẹp đẹp nhỉ?
tí nữa thì được con bên này rồi. Đấy, phần quà sau khi phi ba tiêu. Còn một lần nữa, phải không? Cho ném đi. Phần quà đây. Đeo nổ 5 cỏ đấy, con to to kìa. Ôi, trời. Cố gắng đem 3 quả mới được nhá. Một gái nữa. Ôi trời. Đến lượt ai đây? Thế đúng không? Theo game khác. Game này là game gì đây? À, ném vào cắt vào lỗ kia sao ấy? Cái này cũng thế không? Anh em mình đi xem trò khác đi nhờ. Tại vừa rồi là ba anh em là trải nghiệm, mỗi người là được một cái. Bình nghe lên trên này xem đi. Ồ, trên này như là khu đi thang máy không? Hỏng không? Nhưng mà bên này là cái gì nhỉ? Mình thử đi một vòng thôi nào. Trung tâm thương mại à? Không, có vẻ như là đây nó là trung tâm thương mại nhưng mà hình như là chưa có ai. Chưa có ai thuê sao ấy? Anh em mình đi kiếm chỗ vệ sinh đi. Nào. Hả? Cảm giác thế nào Sử? Hả? Cảm giác nó đấm từ đâu đâu? Đang cho em Sử là trải nghiệm máy massage các bác. Chắc là chữ E kéo dài rồi. Được bao nhiêu phút đấy? Còn 16 phút nữa Sử ạ. Cứ nằm đấy nhá. Xem trò này nào, anh xem trò này nào. Đây rồi. Đang có hai bạn gái mà chơi mà hò với hết vui quá. Hợp thành từ đâu? Hợp thành từ thôi. Em ở Hà Giang không biết đâu. Thế á? Vâng. Chị ra Hà Giang bây giờ chưa? Chưa. Sư ơi, cảm nhận nhá em nhá. Xem. Mình chơi Hà Giang không? Chị muốn đi không? Nào chị đi thì bảo em. Ok. Em là nhận người đi tour. Nè. Đang mời khách đúng không? Không, người gì em nhận mỗi chị đi tour thôi. Cảm giác thế nào Sư? Vừa chưa? Có lỏng không? Vừa. Vừa rồi gì? Cảm giác như nó bịt mũi em đấy nhỉ? Nó bịt mũi thì mình kéo lên. Chơi trò gì chọn chưa? Chưa, em đã biết chọn đâu. Em chơi cảm giác mạnh gì? Đúng rồi, em phải cảm giác mạnh gì đâu. Em là đàn ông. Có thích bộ lộn không? Có, lộn hết. Thú biết xứng nhé. Vâng. Xem là cảm giác như nào nào. Đúng là té quần nhá. Đeo cái chân nào đó. Đeo chân nữa. Ừ, cái chân nào. Lúc nào em bảo cứu thì làm như nào? Thank you chị yêu nhá. Ừ. Được chưa? Ủa, xích như hiểu, xích như hiểu đây. Không lỏng đâu chị, được rồi. Cảm giác như người trên này cũng xích các kiểu đấy nhở. Thắt dây mọi thứ. Trải nghiệm nhắc Sử nhá. Anh sẽ đưa em lên thiên đàng. Bảo các em chứ không phải là bọn gì không? Các em. Chân các em thì to thật. Không. Em ở Hà Giang chứ. Vâng. Tất cả Hà Giang. Thế? Vâng. Em là gì? Em á? Em là người Hán. Người Hán hả? Vâng. Hoa ấy. Chị Tài á? Ôi ơi, hiện lên cái gì ở xứ ơi?
Hay chưa? Hay chứ chưa? Ui giật hết cả mình đây. Buồn hổ. Zombie cái gì đây? Bình ơi cứu. Chuẩn bị nhá. Ê á. Ê. Quay 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 quay. Cái gì xin đi không đây? Cảm giác như em lên trên đỉnh Phan Xipang về đâu ấy. Bình thường á. Bình thường á, lần đầu chơi em. Vui với bạn ơi, vào đây, vui với bạn. Chọn đi. Cái trò nào mạo hiểm nhất đây gì? Đây, theo em vào đi. Em có đặt phòng ấy, một đặt phòng ấy. Hiện tại là đang phòng một tí em bỏ em đi. TV ngủ đi sao? Bây giờ em lấy một phòng trước một tí lấy xong một phòng sau. Hay là phải lấy bây giờ. Bọn em bây giờ lấy một phòng trước để đi tắm đã. Nhưng mà ý là bây giờ nếu như mà anh ở phòng thì em cũng cho tối đa được hai người lên. À thế thôi, tôi em hai phòng đi. Tôi cho em hai phòng đi. Em có hai căn cước. Hai cước thì lấy một căn cước được à? Nhân lên căn cước đây nhân. Đây thưa các bác, hiện tại thì là máy em tối nay là không có về được đúng không? Tối nay là có ngủ lại thôi các bác. Bên này đang bấm. Tối nay là ngủ lại thôi nhé. Vâng. Lần đầu tiên mà em Sử cũng như là cháu Lực đi vào những cái nơi mà phải nói là đâu đâu cũng thấy là có vàng hết các bác ạ. Anh em mình vào tầng 6 nha. Phải không bạn nào? Đúng rồi, tầng 6. Không một tí lại quên. Đẹp không? Vàng đẹp không? Điệt. Anh em mình làm tí không về. Xong bảo cho lên tầng 9 cho nó cao. Thôi chắc là tầng 9 là nó tổ chức các sự kiện gì đấy, tầng 9 đấy. 602 và 603, hai phòng gần nhau. Hôm nay mệt chưa? Chân của em Sử thì ở video trước các bác là em ấy là chân không có bị làm, không có bị ảnh hưởng nhiều cả, cho nên là mới cháu Lực mới là cho em tiện thể là đi tham quan luôn cô bác nhé. Bên này sao ạ? Quả thảm nó êm phết đấy. 68 cái đệm luôn. 63. Đây 6 mấy à? À nhầm một keo này. Đây 69 rồi. Đây mình lấy 62 ra đầu bên kia. Ở đâu bên kia?
68 đây. 68 rồi mình thấy là 602 với lại 603. Có dưới 1 đây. Bên này. Đấy, đây, 602 này. Còn mà quẹt lần sau vào thì cái này thì cầm quẹt thế này sự nhá. Đấy, nó mới vào được nhá. Xong là đúc chìa khóa vào đây này. Đấy, thì nó mới sáng được nhá. Đấy, còn phòng bên này cũng thế này. Đây thì ôi, phòng 2 giường luôn này. Mình lấy phòng 1 giường cho phòng 2 giường à? Ờ, đây. Phòng 2 giường cũng được mà. Ở bên kia cũng có một phòng nữa mà. Tí ở đây thì là cái khách sạn này là hình như là không cho ngủ là 2 người 1 giường. Không cho ngủ là làm 4 người cùng một phòng các bác ạ. Bật điện tí. Bật điều hòa lên nhỉ. Không chuyển điều hòa thôi. Bật điện cho mát. Đấy, còn ra phía bên kia này, Sử lấy cho Sử xem view này. Đẹp không? Khó ạ. Đây toàn đồ Trung Quốc rồi bạn ạ. Toàn đồ Trung Quốc thôi. Ừ. Đây cũng là giáp biên. Ra bên kia là bên Trung Quốc này các bác này. Các bác có thể nhìn thấy là một cái vùng gọi là nông thôn Trung Quốc các bác nhé. Ở bên kia là cửa khẩu. Cửa khẩu gì bạn nhỉ? Bên nhỉ? Cửa khẩu... Cái Thị Thành ấy nhỉ? Kim Thành ạ? À? Kim Thành. Cửa khẩu Kim Thành các bác ạ. Hiện tại là nếu mà ở bên Việt Nam là... Nếu mà 6 giờ là bên kia là 7 giờ hay sao nhỉ? Nó nhanh hơn 1 tiếng. Nhanh hơn 1 tiếng. Đấy, tắm rửa xong là mình lại đi ăn thôi nhỉ? Vâng. Sửa lâu mấy là mệt chưa? Hả? Mới không mệt ạ. Không mệt đâu à? Vâng. Trời đây là mình còn mệt nữa. Yeah. Gọi là được tiện thể là ra đến đây thì cũng coi như là đưa em Sử là để đi ngao du một chút cô bác ạ. Đây thì thứ nhất là cũng được bà An Phạm là hỗ trợ em Sử về cái khoản mà đi thăm khám này, và còn là một phần còn lại thì là cháu Lực sẽ lo, một phần còn lại thì cháu Lực sẽ lo, cháu Lực sẽ trích cái tiền mà hàng tháng được lương YouTube, coi như là đưa em Sử là đi tham quan và giá ngoại một lần. Rất là mong cô bác anh chị là đừng có lên trên kênh nói rằng là em Sử đang bị đau chân mà cháu Lực đưa đi khắp nơi đấy. Thì cái đấy thì ở video trước thì cháu Lực cũng đã bác sĩ nói như thế nào thì cháu Lực cũng đã là truyền đạt lại và ghi hình cho các bác là như thế rồi. Chân của em Sử thì ở video trước các bác là các bác cũng nhìn thấy là ở phần chân này nó chỉ là bị một chút là gọi là hạch vào đấy nữa thôi, là nó không có bị ảnh hưởng gì nhiều cả. Đi hôm nay thì không có đi lại gì nhiều đâu các bác ạ. Cả ngày mưa thì chẳng qua mấy anh em là không có đi đâu, toàn là ngồi trên xe để mà đi gọi là đi ngắm cảnh thôi. Bây giờ thì tắm rửa đấy nhá. Vâng. Và đây thì tối là anh ngủ một giường, Sử ngủ một giường. Đấy, vâng. Hai anh em là mỗi người một giường. Đấy còn ra bên này á. Ra bên này là ra bên này là cái nhà tắm nhá. Vâng. Rồi một tí Sử là tắm nước xong là tắm ở đây nhá. Vâng. Nên là thấy cái bồn này là để rửa mặt biết không? Vâng. Có phải để rửa mặt không? Tắm ạ. Để tắm à? Vâng. Bồn này là bồn tắm, còn bồn bên này là bồn rửa mặt nhá. Vâng. Còn là bên này, bồn bên này thì là biết rồi, phải bồn nhà vệ sinh. Vâng. Còn đồ tắm đồ tiếc thì là để lấy khăn tắm nữa nhá. Vâng. Bây giờ thì anh em tắm rửa thì một tí nữa là sẽ đi vòng ở đây một chút cô bác, cho sáng mai thì mấy anh em mới về. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này các bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này các bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang các bác.